vậy? À, mà không có gì. À, mà đây là cái chợ sao mày chỉ có ra vô hoài vậy? Để tôi. Nè. Sao anh cứ tới nhà em hoài vậy? Anh nghĩ anh là ai mà có thể kết hôn với em được chứ? Em chỉ kết hôn với Sơn Tùng thôi được không mà. Chán ghê anh ơi. Có thể cho em biết chuyện gì xảy ra được không chị? Gái cưng, ba đang làm gì đó? Dạ, bài tập của con. Cô kêu con là vẽ về chủ đề ước mơ tương lai. Vậy công chúa của ba ước mơ cái gì nè? Người vợ đảm đang. Dạ đúng rồi, ước mơ của con sau này sẽ là người vợ đảm đang, sống hạnh phúc bên chồng và chăm sóc con ăn thật sự. Là người vợ đảm đang thì tốt, nhưng mà ba nghĩ chắc cô giáo của con không có kêu con vẽ này đâu, đúng không? Ý cô con là sao ba? Thì đảm đang cái gì, bà vợ sư tử thì có. Anh thôi đi nha, đồ đáng ghét. Đáng ghét không? Tôi đá mày vậy. Anh nhớ chứ, khi nào em cưới được Sơn Tùng em đi phải về nha. Em kêu chồng em đánh anh bơm đau luôn á. Tao mà không để bà ở đây là từ nãy giờ tôi sức mà xì kín rồi. Ôi Nguyên, để cho em nó tập trung mà mơ mộng trái bỏng đi. Em muốn làm chủ quán phở hả? Dạ, đúng rồi đó. Nếu như em làm chủ quán phở hả thì em sẽ được ăn rất là nhiều phở luôn. Ừ, làm chủ quán phở thì cũng tốt đó. Nhưng mà mình có tiền mình vẫn ăn được nhiều phở mà. Thôi, nhưng mà chủ quán phở vẫn ăn được nhiều hơn mà chị. Nè, em phải suy nghĩ thật là kỹ điều em muốn làm chứ. Trong đầu em giờ chỉ nghĩ tới phở thôi à. Em không nghĩ được cái gì khác hết trơn á. À, hay là chị nghĩ giùm em một ước mơ nào hay hơn đi. Để chị nghĩ thử coi. Tâm Anh sẽ làm gì ta? Tâm Ý ơi, xuống đây cô nhờ một chút. Dạ. Thôi, lát chị suy nghĩ sau nha. Tránh ra coi đồ dơ bẩn. Mày làm gì vậy? Đưa tao coi. Đưa. Đưa không? Tao đếm tới ba mà mày chưa đưa là mày chết tao nha. Một. Tao giật luôn. Gì đây? Quán phở Tâm Anh. Tâm Tanh thì có Tâm Anh đâu ra. Chị em mày á, làm gì có tiền để mở quán phở hả? Tại sao mày lại không có tiền để mở quán phở chứ? Đơn giản như vậy mà mày còn không hiểu nữa. Tao á, chỉ cần liếc qua một cái thôi là biết sau này mày làm gì. Vì chị mày là người giúp việc nên sau này mày sẽ là người giúp việc. Nghe chưa con? À mà quên, nhớ mắt tao đó. Khó nghĩ quá à. Giờ sao ta? À, hay là mình đi hỏi chú Len. Một con mối thịt to đã cắn vào tay vào chân của tôi. Ngươi quá trời quá đất. Ngươi quá trời quá đất. Tôi mà càng ghét. Em chào anh chị. Ủa? Hello em. Dạ. Ủa mà chị Tâm Ý đâu rồi? Sao em tới mình vậy? À, chị Tâm Ý mất dọn nhà rồi. Mà cho em hỏi là có chú Julian ở nhà không vậy? Julian mới đi ra ngoài gặp bạn rồi, có gì không? Không có gì đâu. Em muốn hỏi chú Julian chuyện này mà chắc không được rồi. Thôi, anh chị tập tiếp đi ha. Có chuyện gì vậy? Em nói đi. Cũng không có gì. Mà em hỏi anh chị nè. Ước mơ sau này của anh chị là trở thành ca sĩ đúng không? Đúng rồi. À, nhưng mà sao anh chị lại thích làm ca sĩ vậy? Đó, em thấy chưa? Sân khấu thì lộng lẫy, ánh đèn thì rực rỡ, còn có cả năng lượng tràn ngập khắp khán giả nữa. Tiếng vỗ tay quá trời luôn. Nếu như mà anh được chết thì anh cũng nguyện chết trên sân khấu đó. Còn chị thì sao? Còn chị hả? Chị không giống anh Quốc đâu. Chị muốn trở thành ca sĩ vì có thể kiếm thật nhiều tiền và nổi tiếng nữa. Như vậy chị mới thích.
ước mơ của em thay đổi rồi hả? Dạ đúng rồi đó, em ước mơ trở thành ca sĩ. Thì nếu như mà trở thành ca sĩ á thì em sẽ được đứng trên sân khấu nè, rồi em được mặc thật là nhiều đồ đẹp nè, rồi sau đó em sẽ được nổi tiếng và có thật là nhiều tiền. Mà vậy là em không thích ăn phở đó hả? Nếu như á mà em nổi tiếng, em có thật là nhiều tiền rồi thì ăn phở lúc nào mà chết được. Dạ con chào chú. Ủa con định đi đâu hả? À con đi mua đồ giúp chị thôi. Ờ chú cũng định ra ngoài nè, muốn đi không chú cho có dạng. Dạ con cảm ơn chú. Chú ơi, đây là lần đầu tiên con được đi đến một chiếc xe đẹp như vậy đó. Con thích không? Dạ thích lắm đó chú. Chú ơi, chị làm ngày nào chú cũng đi làm ở chiếc xe này hết hả? Cũng gần như vậy. Chức phó giám đốc có phải là chức to nhất trong công ty không chú? Chức đó không phải là to nhất đâu con, nhưng mà nó cũng chiếm vị trí khá là quan trọng trong công ty. Là sao chú? Nói vậy hơi khó hiểu ha. Nói sao dễ hiểu ta? À đúng rồi, nó cũng giống như là một cái bóng đèn ở trên cao soi sáng cho cả công ty vậy đó. Bóng đèn ở trên cao soi sáng cả công ty hả chú? Vậy là chức cao nhất rồi còn gì nữa? Cũng gần vậy thôi à. Chú ơi, chú cho con đi tới công ty của chú tham quan một chút được không? Vậy đây con. Dạ. Con ngồi đây đợi chú một chút nha. Dạ. Okay, I think so. Thank you. Thank you. See you again. See you again. Ba, bây giờ con muốn đi là... Tao biểu mày ở nhà. Lên đây làm gì? Hả? Con muốn tới dự họp thôi mà. Họp cái đầu mày đó. Trời ơi, đầu mày đã là thằng tối dạ rồi. Cho nên ba không dám giao những cái chuyện quan trọng cho con làm. Dạ. Chuẩn bị xe cho tôi chưa? Dạ rồi ạ. Dạ, con chào ông. À, tới chơi ha. Đi đây phó giám đốc tương lai. À chú ơi, con không muốn trở thành phó giám đốc nữa đâu chú. Sao vậy? Tại hồi nãy thấy chú bị la nên con nghĩ phó giám đốc không thể bằng chức giám đốc được, nên con muốn trở thành giám đốc á chú.